Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 4, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tại Đà Nẵng chỉ đạt 210.500 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 0,64% so với cuối năm ngoái, chỉ tương đương 1/3 so với mức tăng cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế là khá thấp sau hàng loạt động thái hạ lãi suất của ngân hàng. Thời gian qua, các tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất huy động bình quân từ 1 cho đến 1,2%, còn giảm lãi suất cho vay chung trong cả hệ thống ngân hàng là khoảng từ 0,5 cho đến 0,65%. Riêng các ngân hàng thương mại nhà nước mức giảm tích cực hơn khi lãi suất huy động giảm từ 1 cho đến 1,5%, lãi suất cho vay giảm từ 1,5 cho đến 2%. Thì thực tế là lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay cũng đã được giảm từ 0,5 đến 2% so với cái thời điểm đầu năm 2023. Cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Là ngân hàng có quy mô vốn lớn nhất, nhưng đến thời điểm này tăng trưởng tín dụng mới đạt ở mức 1%. Đại diện ngân hàng Agribank khẳng định không có vướng mắc từ chính sách, nguồn vốn tín dụng luôn sẵn sàng, tuy nhiên nhu cầu về vốn lại giảm. Cái khó khăn cái hấp thụ của nền kinh tế, hạn như là về các cái doanh nghiệp xuất khẩu thì cũng khó khăn, rồi tất cả là nguyên nhân chính thì không phải là từ do cơ chế chính sách hoặc là các cái vấn đề về lãi suất cho vay hay gì cả đấy, và là do cái hấp thụ của nền kinh tế. Nếu mà chúng ta quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ vừa hơn nữa thì chúng ta phải giải quyết cái bài toán là các điều kiện cho vay nó phải giảm xuống. Tại sao tôi nói thế? Vì là doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, cái nền để kinh doanh của họ còn thấp, 60% là siêu nhỏ, chỉ có khoảng độ 5-7% là vừa thôi. Để gỡ khó cho doanh nghiệp, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 02 cho phép các ngân hàng thương mại cơ cấu lại nguồn nợ cũ cho khách hàng. Hiện các ngân hàng thương mại trên địa bàn đang chờ hướng dẫn nội bộ của hội sở. Việc cơ cấu lại các khoản nợ sẽ được thực hiện trong tháng 5. Thì có thể nói là cũng rất phù hợp với những cái mong muốn của doanh nghiệp đã đành, nhưng mà cũng có thể đây là những chỉ đạo rất là quyết liệt của chính phủ, của thủ tướng, và nó cũng được đảm bảo bởi cái sự cố gắng của các ngân hàng thương mại. Như vậy, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành, toàn nền kinh tế, từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng hầu hết công cụ dư địa để có thể can thiệp nhằm ổn định thị trường, nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp. Vấn đề chính là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn thấp.